Thôi bao quán đầu tiên luôn. Quán đầu tiên mình lấy top 1 đã, Bucho đi. Quán đầu tiên lấy top 1 cho anh em xem Bucho đi. Quán đầu tiên top 1 nhân gì Khải. Ok. Ok, cảm ơn hình rồi. Không gặp hát top 1. Không còn hát là được, không còn hát top 1 là bình thường. Rồi gặp sợ gặp hát thôi. Ô 2000 mấy luôn. Chuyển xe thôi. Chuyển xe, chuyển xe. Ờ, thì sẽ đó đó, bay chuyển xe. Đây cũng được nè. Đây cũng được. Bên có bằng cách tùng của anh á. Còn 23 kìa. 23 đằng sau kìa. Qua 3 kho nè. Hai tem mà. Qua 3 kho có chiếc xe này. Imala bỏ đi, Imala đến 2 tem 8 thằng lận. Đến lấy chiếc xe, anh em bỏ follow vô mấy cái lút đi. Anh lấy chiếc xe cho. Kêu kêu kêu. Lấy xe ra kho cuối, anh ra kho cuối. Bo luôn. Chờ bo luôn, ok rồi. 20 lên này. Yêu. Mày chạy đâu? Tụi nó chạy. Tụi nó lấy xe chạy rồi, Sơ đồ nha. Ui đụng. Phải cho bo đi. Để bên kia, đúng rồi, để bên kia luôn. Yếu này, gốc cây kìa, gốc cây yếu này. Gốc cây yếu. Gốc cây yếu. Nóc gốc cây này. Trong nhà. Nóc gốc cây này. Đằng sau nữa. Ok, đẹp. Hay. Một thằng trong nhà, gốc cây. Ok. Chạy ra. Hai ba thằng, ok đẹp. Hai thằng tận đây gốc cây. Đá luôn. Đang cứu. Nó một. Xin sắp rẻ tiền coi. Có thể cho mình xin một subscribe được không? Ơi, trong bo lúc quá đẹp. Quá đẹp. Bánh với anh em thì anh chỉ thích bánh cái kiểu chay hát, đồ giao lưu, đồ chém gió từ từ thôi. Còn bánh một mình anh thì anh toàn bánh solo sợ quá thôi. Nên là bánh cứ bình tĩnh vui thôi, còn cũng chả quan trọng lắm. Chủ yếu lấy tới 1 em gì? Bắn, em bắn. Khải hình như có tao bắn mày, bắn với mày lâu nhất ha. Đây, ra xe này anh chở bắn qua. Bắn từ game kia qua tới game này. Tiếc đâu rồi. Đây qua đây. Cách mày đi. Ủa tuần sau có custom anh Khải? Có, mỗi tuần anh sẽ cấp tầng một lần vào thứ bảy. Anh sẽ thông báo. Bảy rồi, ok anh luôn. Tại vì thứ bảy vừa rồi anh bận đi chơi du lịch đó, nên là anh không có custom được. Nên là tuần này nói chung là mỗi tuần anh đi đâu chơi? Anh em cứ tham gia ủng hộ ai, cứ bình thường ủng hộ. Ai tài trợ anh? Anh tài trợ luôn. Anh tự luôn chứ ai đâu? Thì lên được 50 ca suất thì anh sẽ mở custom thường xuyên có giải cho anh em chơi. Nói chung là game nào nó thị hiếu đông người chơi thì nó sẽ hack. Giờ đang mobile hack giả mà chắc. Mobile đỏ ít. Mẹ về cái bản video game em đi chơi rồi. Anh sẽ tạo custom hàng tuần vào thứ bảy. Cái clip mà anh có ghi tiêu đề là đệ tử dẫn đường sư phụ. Hello, đi lúc em chơi chung nhân hát xe bài. Vãi thiệt. Bây giờ mày sao? Nó chết rồi là giờ nó cứ đọc về chế cho anh bánh thôi. Chẳng đó ghét. Má nghĩ coi. Tốc độ di chuyển của nó rất là nhanh. Nó hát bắt từ cái kiểu mà đồng đội mà đồng đội liên không chết á. Không phải, địch bắn không có máu luôn hiểu. Ồ, địch bắn không có máu luôn vãi. Thì liên bom không chết là đúng rồi. Ờ. Kinh gì? Có mà. Hôm bữa anh có làm clip mà anh bánh cái thằng đó ném vô góc đéo chết. Á, thiệt phèo đó chán cơ. Xem họ đéo biết sao ấy, nó di chuyển ấy. Bánh nó ăn viên mọi người cái nó chết luôn. Đéo hiểu bánh ném viên, té máu ném viên mà đéo. Đây, trở đây. AK xấu rồi. Không nữa đâu, lên xe đi. Giả lập gặp giả lập thôi. Mà ra đây giả lập gặp giả lập mà lo gì. Đâu gặp mobile đâu. Xe đi quý ơi, anh em ra xe đi. Đây. Đi quý. Xe. Hết này. Đâu tính đâu có hai người vậy. Rồi. Trời. Đồng xong rồi, xong rồi. Ôi, chết đi. Cái gì vậy? Chết đi. 1249 tèo. Anh em nào bắn 1249 cầm đi. Ok.
Chú em anh cả. Sao? 10.000 quay xong được không? Đâu, giá cho nạp 10.000 đi. Đi đây. Hướng máy anh ơi. Hướng bay nào đất, thân bay nào đất. Tính hướng. Cứ ra, lót đi ra, lót để thôi. Không nào mà thính được ra. Trước mày, trước mày kìa. Cái đỏ trước mày kìa, thấy cái thính trước mày không? Kìa, bên 290. Ok. Chơi cái này đi ăn thính trước mất dẫn. Đồng hương bình định. Ok, tỉa bình long nha. Rồi, dừng nè, ai đừng lái đi. Đừng có nhảy xe nha, đừng có lái đi. Clear, lái đi. Ocean Mua 3. Để cho thờ thú nè, cảm giác này quá. Thờ quá đẹp rồi. Không tiếc là như không có lên mít được đúng không? Và kẹp xe. Em á. Anh em nào thiếu nước không? Cái này ở đất rồi. Cái này ở đất rồi. Giữa đường ấy giờ viết ngay chấm AC. Chấm AC lấy luôn. Lấy luôn. Một người lái thôi. Giờ quay lại nhà thờ thôi. Dạ, yeah, chết rồi, Ủa, wow, one smoke. Cái gì vậy? Cái gì vậy? What? Anh đừng có nhảy nha. Đừng có nhảy. Ủa, người kia sao chết vậy? Em thốc lên mà. Cái thính này. Enemies ahead. Nó liều mạng tới rồi lấy cái thính này. Cách ha. Đi cái đã. 100m. Ê ê đối diện. Hướng 5 kìa. Hướng 5 hả? Thay anh. Lát đòi rồi. Tao không thấy nó ta. Nghe tiếng bánh. Nó à nó đang đầu một viên bỏ đâu, này. Ê, sau lưng có nha. Có thằng 95. 110, 110 95 này. Trên đồi 95. Quay lại đây. Nghe thằng thính, nghe thằng thính. Trời nó luôn anh ơi. Có thằng. Rip ơi, chống vậy em đi đường chống vậy. Thôi lại lên đó được, Thôi chống mày cứ lại đi. Bỏ vị trí kho đi. Nó trước mặt mày luôn, trên đồi, luôn. Nó trên đồi luôn. Trời. Linh ngáo không bay. Ơi, kia bị nóc rồi. Hướng chính là hướng năm bắn nóc, cứu nó đi, nó nóc ba rồi. Kè ra, cứu đi. Thôi tem kia bị kẹp rồi. Nó đây nè. Nó dưới đất nè. Nó làm sao smoke luôn. Nóc một nè. Gan nè. Thằng game mới sớm phải gọi đó thôi. Xe đằng sau. Đằng sau. Ok, quay lại cái đôi mình đẹp, cái đôi chính là cái này. Cái đôi mình đẹp. 220. Ôi, Khải ơi, mày lên cấp 8 thôi Khải. Tao đang cầm mà. Thành bên. Đã đây cho không xe. Hướng 35, hướng 35 bắn này. Nè, thành ngồi bo, hướng 105. 105 bắn thành 105 trước này, 105 đang móc này. Quá rồi. Ok. Xe nó qua. Một lên em kê, xe nó qua rồi anh em ơi. Yêu. Mày chạy enemies đâu? Tụi nó chạy rồi. Sao đòi nha. Ui đụng nó, sau lưng bắn. Cái thằng xe lên này, xe bốc ghi lên này. Bốc ghi đánh là tới đây rồi này. Nó tới. Ở dưới nè. Anh quay hai quả bom, từ tôi đừng có đấy. Bom anh quay. Bom anh nha, anh quay hai quả. Em nó băng, đang bắn tiếp mà. Ê, nó cái công kìa. Tụi nó bị nóc kìa. Đúng, bọn này. Enemies ahead. Này chạy bo này. Bọn này chạy bo này. Chạy bo ba thằng này. Ok, đẹp. Enemies ahead. Nè, giờ lao bọn vô bo này, bọn vô bo đâu? Cậu mẫu coi Rip ơi. Ui. Dạ,
cứu cứu đỡ cứu cứu bọn người bo nó đây. Tự nhiên pha đá công gì vậy, đang trong bo ngon mà bo méo đi anh kia bọn người bo đâu tao đâu bị công, tao bị tam dưới bắn, tao bị tam dưới bắn, tam dưới bắn. Ôi hết khói rồi, giờ quanh quả khói chạy bo lên em ơi. Mình ngồi chứ mày đẹp ơi. Ôi chứ mặt ba lìa cái tem ngồi bo này, lìa tem ngồi bo hướng đồ này, lìa tem ngồi bo hướng đồ vô bo này. Nó đứng dưới cửa má cái tụi lồn dưới kia nữa, phải cho bo đi để bên kia. Đúng rồi đúng rồi, để bên kia yếu này, gốc cây kìa, gốc cây yếu này, gốc cây yếu, gốc cây yếu, gốc cây yếu. Nó gốc cây, nó gốc cây, nó gốc cây này. Trong nhà, trong nhà, trong nhà, trong nhà, trong nhà, trong nhà. Nó gốc cây này. Đằng sau nữa, đằng sau nữa. Ok, đẹp 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 đẹp. Hay 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 hay. Một thằng nhà, gốc cây, gốc cây, gốc cây. Ok. Chạy ra, chạy ra. Hai ba thằng, ok đẹp đẹp. Hai thằng luôn, hai thằng tận đây gốc cây. Đã luôn. Đang cứu, đang cứu. Nó một còn một, còn một. Còn một. Nó đốc hai, mình cũng đốc hai, nó đốc hai, mình cũng đốc hai. Nó đốc hai, mình đốc hai này. Đẩy lên, đẩy lên quý. Còn một thôi. Đẩy luôn, đẩy luôn. Anh vô mình béo anh đẩy này. Ok. Đây. Quá đẹp, anh đốc hai rồi, quá đẹp tuyệt vời luôn. MK 14 X6. Vãi gì. Hai pha, tới pha cuối đẹp quá. Okay. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Di Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nhớ cho mình một like và đăng ký vào đây nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.